Các thành phố của chúng ta cần được tiếp tế hàng ngày. Chúng ta cần cả một đội quân xe tải để làm việc này. Kết quả của điều này là các con đường ùn tắc giao thông. Một hệ thống vận chuyển ngầm có thể sẽ là giải pháp cho ác mộng về hậu cần này. Đây là một biến thể hiện đại của hệ thống ống hơi ngày trước. Giáo sư Dietrich Stein đến từ Đại học Bochum ở Ruhr gợi ý tưởng này là CargoCap. Ông đã phát triển nó với sự hợp tác của các chuyên gia hàng đầu từ lĩnh vực khoa học và hậu cần. CargoCap rất có thể là giải pháp giúp cho tình trạng giao thông ở tương lai trở nên khả thi. Nếu bạn tính đến tất cả số xe ô tô và xe tải có nguy cơ tạm thời bị cấm ra đường để đáp ứng các quy định mới về cắt giảm khí thải và ô nhiễm không khí, đây sẽ là một lựa chọn thật sự tuyệt vời. Mô hình thu nhỏ với tỷ lệ 1/2 này là mô hình thử nghiệm của CargoCap. Các xe điện nhỏ có khả năng tải 2 pallet châu Âu cho phép hệ thống này có tính linh hoạt như hệ thống xe tải, nhưng tốc độ vận tải lại cao hơn và thân thiện hơn với môi trường. Các phần mềm thông minh sẽ hướng dẫn cho các xe điện tự động này. Stein hy vọng rằng trong vài năm nữa, ta sẽ có một hệ thống đường ống ngầm nối các trung tâm với nhau và với các kho hàng. Chúng tôi nghĩ rằng mặt đất nên được giải phóng để mọi người có thể tận hưởng quang cảnh thiên nhiên. Các sản phẩm công nghiệp có thể được vận chuyển dưới lòng đất một cách dễ dàng. CargoCap có thể hoạt động với tốc độ 36 km một giờ. Dù tốc độ này có vẻ như không nhanh lắm, tốc độ trung bình vẫn gấp 4 lần tốc độ của một chiếc xe tải ở trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, nó gần như không tạo ra khí thải. Trên mặt đất, không ai có thể nhận ra một sự khác biệt nào, trừ sự giảm đi của khí thải và các lần kẹt xe. Các nhà thần kinh học trên toàn thế giới đang tìm ra cách giải mã các bí ẩn của não bộ và họ đang đến rất gần với mục tiêu. Tại trung tâm Bernstein chuyên đề thần kinh học điện toán tại Berlin, các nhà nghiên cứu đang phát triển một nhánh mới của thần kinh học có tên thần kinh học với sự hỗ trợ của máy tính. Nghiên cứu của họ bao gồm các thí nghiệm, phân tích số liệu, giả lập trên máy tính và phát triển các lý thuyết. Các nhà vật lý học, sinh học và khoa học máy tính đang cùng làm việc. Mục tiêu của nhà thần kinh học vật lý John Dillon Hines và các cộng sự là khám phá khả năng đọc ý nghĩ. Để làm được điều này, đội của ông và các nhà nghiên cứu đang thực hiện các thí nghiệm cực kỳ phức tạp. Câu hỏi được đặt ra là liệu các hoạt động của não bộ có thể cho ta biết một người đã nhìn thấy những căn phòng nào? Các tình nguyện viên được cho xem 4 ngôi nhà giả lập, sau đó họ sẽ đi qua một máy quét các lớp MRI. Trong quá trình quét, các đối tượng lại được xem hình ảnh của 4 ngôi nhà trước đó hoặc 4 ngôi nhà hoàn toàn mới. Các phần mềm chuyên dụng không chỉ có thể nhận diện các hình mẫu hoạt động não khác nhau, mà còn có sự nhận diện được sự liên quan giữa chúng. Sự trao đổi thông tin được giám sát trên gần 30.000 phần của não bộ. Các nhà khoa học đã hết sức bất ngờ trước kết quả đạt được. Họ đã có thể xác định chính xác những căn nhà mà 9 trên 10 tình nguyện viên đã được xem và không được xem. Công nghệ này sẽ là nền tảng cho một máy phát hiện nói dối trong tương lai. Các hiện trường tội ác sẽ được dựng thành các hình ảnh 3D và cho các nghi phạm xem. Nhờ vào một máy quét MRI, các nhà khoa học sẽ biết được các nghi can đã từng đến hiện trường hay chưa. Các nhà khoa học nhận thấy những ứng dụng khác nhau mà nghiên cứu của họ có thể mang lại. Đương nhiên, công việc của chúng tôi cũng vướng phải các vấn đề về đạo đức. Một mặt, chúng tôi có thể đọc được ý định của ai đó và ứng dụng vào việc điều khiển các chi nhân tạo chỉ với ý nghĩ. Khi đó, những người đã mất khả năng vận động hay giao tiếp do các tổn thương về hệ thần kinh tín hiệu sẽ vẫn có thể dùng suy nghĩ để điều khiển các cánh tay nhân tạo. Giúp được họ là một điều tuyệt vời mà chúng tôi muốn thực hiện. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ chối những trường hợp có thể hưởng lợi từ nghiên cứu này. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng có thể được sử dụng vào các ứng dụng gây tranh cãi như hỗ trợ máy phát hiện nói dối. Mặc dù các nhà khoa học đang dần dần giải mã ra những bí ẩn của não bộ với những khám phá mới liên tục được tìm ra, những phát hiện này hứa hẹn nhiều tiềm năng lẫn hiểm họa. Nghiên cứu của họ mở rộng hiểu biết của chúng ta về tâm trí con người, nhưng nó lại tồn tại trong một xã hội mà tâm trí con người có thể đọc được. Không khí tại cảng Rostock của Đức luôn căng thẳng. Trong vòng 12 giờ, 2.500 tấn kim loại vụn phải được tải xuống khoang ngầm của tàu vận tải Rinborg.
1.000 dặm hải lý tương đương với 4 ngày hải trình đến nhà máy thép nằm gần cực bắc nhất của thế giới. Đích đến là Mo i Rana, một khu công nghiệp ở Bắc Na Uy. Kim loại phế thải từ Đan Mạch, Thụy Điển và Đức được tập trung về đây để xử lý lại thành thép mới chính tại khu công nghiệp nằm ở rìa nam của cực Bắc. Tại sao nơi này lại được chọn? Trong mùa hè, nơi đây chỉ có ban ngày và hơn thế nữa, nó còn có nguồn cung năng lượng nước giá rẻ. Những điều này đảm bảo quá trình gia công nhanh gọn. 27.500 tấn rác tái chế, một ngọn núi kim loại dụng được trữ ở Mo i Rana. Biến kim loại dụng thành thép khối đòi hỏi nhiều máy móc đồ sộ và nhân công. Các mảnh dụng được phân theo chủng loại và cắt nhỏ. Trước khi chúng được nung chảy, một hỗn hợp phụ gia chuyên dụng được cho vào vạc nấu. Sau đó, 70 tấn kim loại dụng được đổ vào lò nấu khổng lồ. Nhiệt lượng cần thiết cho việc nung đến từ điện năng. Cả quá trình hoạt động giống như một cái bếp điện thông thường. Ba cực điện cao thế bằng than chì sẽ nung chảy kim loại trong lò. Mặc dù các lò kim loại bằng thép tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ, nó lại thân thiện hơn cho môi trường khi so với việc tinh chế thép từ quặng thông thường. Để nung chảy thép thì ta cần đạt đến nhiệt độ 1.500 độ C, sỉ bắt đầu chảy ra khỏi lò. Nấu thép là một công việc khó khăn và với hơn 200 loại thép thì việc nhầm lẫn khá dễ xảy ra. Nếu có sai sót thì sản phẩm tạo ra sẽ không thể bán được. Chúng tôi lấy mẫu kiểm tra trong suốt quá trình sản xuất để đảm bảo rằng sẽ luôn có được chất lượng thép mong muốn. Thép được kiểm tra về độ phóng xạ, một mối nguy có thể ảnh hưởng đến công nhân. Các mẫu thép phóng xạ có thể khiến toàn bộ nhà xưởng bị nhiễm phóng xạ. Nếu máy cảnh báo reo lên là chúng tôi sẽ mất hàng triệu euro. Khi thép lỏng đạt được tiêu chí chất lượng đề ra, nó được đổ vào các khuôn hình thỏi. Các thỏi thép còn nóng đỏ có độ dài hơn 30 feet, chúng được dập thành các thanh thép dài. Thép sau khi tái chế được đưa ngay lên tàu vận tải Rainbow. Vì mặt hàng thép tái chế đến từ nhà máy thép phương Bắc này rất được chào đón ở Phần Lan. Bên hông thành phố Anwood của Bỉ là một trong những nhà máy tái chế đầu tiên có thể tái chế được 90% các bộ phận của xe hơi. Trước hết, chiếc xe được cắt dụng ra trong một máy nghiền. Các nam châm sẽ loại hết các thành phần bằng sắt. Những phần kim loại còn lại được phân loại và tái chế. Trước đây, các phế phẩm từ xe hơi như nhựa, kính và vải không hề được tái chế, người ta chỉ có thể bỏ chúng đi. Công nghệ mới hiện tại đã cho phép tái chế các vật liệu này. Cỗ máy này phân loại chúng thành 3 phần. Các vật liệu cứng được sử dụng trong bảng đồng hồ và nội thất của xe được nghiền thành các hạt nhỏ, trong khi các lớp giấy bọc được tái chế thành banh lông và cuối cùng là phần kính xe, lớp sơn và các vết rỉ sét được nghiền thành một hỗn hợp cát nhuyễn. Các hạt nhỏ là nhiên liệu được sử dụng trong các nhà máy thép và được dùng để đốt nóng các lò nung. Trước đây, hỗn hợp cát làm từ kính xe, rỉ sét và sơn xe chỉ được đổ vào các hố chôn lấp chuyên dụng. Nhưng các nhà khoa học ở Đại học Công nghệ của Đức đã ứng dụng một kỹ thuật đãi vàng thời xưa để tái sử dụng loại vật liệu này. Các kính loại nhẹ thì các vật liệu hữu cơ sẽ bị trôi đi, để lại các phân tử kim loại nặng lắng xuống đáy. Sản phẩm của quá trình này là một hỗn hợp đồng đỏ có giá trị cao. Nhưng các vật liệu có giá trị thấp hơn cũng có vai trò của nó trong ngành công nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, chúng phải trải qua một loạt các kiểm tra chất lượng. Các nhà khoa học tại Đại học Klaus Thorn kiểm tra xem các vật liệu này sẽ phản ứng thế nào dưới tác động của thời tiết, ví dụ như nước mưa và carbon dioxide. Trong trường hợp các vật liệu này tạo ra những chất có hại, chúng được đánh giá là không thể dùng trong xây dựng. Việc tái chế phải có tính chất thân thiện với môi trường và các lợi ích phải lớn hơn các phương hại. Để cải tạo các hỗn hợp kim loại như kẽm, chì và đồng đỏ, các nhà khoa học ứng dụng một kỹ thuật khiến cho bề mặt của các phân tử kim loại trở nên kỵ nước hay trơ với nước.
Sau một thời gian, các kim loại sẽ bám vào những bong bóng khí lấp lánh này và được vớt ra. Trong vài năm tới, các nhà khoa học sẽ có thể tái chế hết mọi thứ được máy nghiền thải ra. Điều đó đồng nghĩa với việc 95% của chiếc xe có thể được tái chế. Những cơn gió là một nguồn năng lượng mạnh mẽ và khó đoán. Nhưng những cơn gió mát lành sinh ra từ đâu? Cũng như hầu hết các quá trình tự nhiên khác trên trái đất, thứ sinh ra các cơn gió chính là mặt trời. Các bề mặt địa lý khác nhau trên trái đất hấp thu nhiệt lượng một cách khác nhau. Không khí nóng giãn nở ra và tạo thành các vùng cao áp. Khi không khí tiếp xúc với những vùng mát mẻ hơn, nó sẽ co lại. Điều này hình thành các vùng áp thấp. Sự chênh lệch về áp suất giữa vùng khí nóng và vùng khí lạnh tạo ra các cơn gió. Ví dụ, trong khu vực nóng cận xích đạo, không khí bị làm nóng và dồn lên phía hai cực rồi phân tán ra. Trong quá trình di chuyển đến Bắc Cực và Nam Cực, nó dần bị nguội đi và hạ dần cao độ. Việc cái đất quay cũng góp phần phân tán các cơn gió. Vì thế, các luồng không khí hình trung ốc luôn luôn xoay chuyển trên khắp địa cầu, tạo ra những cơn gió có chủng loại và cường độ khác nhau. Các cơn gió có cả sức mạnh hủy diệt lẫn tái tạo. Nó tạo ra các địa hình trên trái đất và khiến chúng luôn luôn thay đổi. Không có gió thì sự sống sẽ không tồn tại. Gió là động lực. Không có gió thì ta cũng không có thời tiết. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của gió và những lợi ích mà nguồn năng lượng khổng lồ này mang lại.